Thân mến, chào mừng các bạn chúng ta trở lại kênh Mr. Đồng Lương Let's Learn. Trong video này thầy sẽ giúp các bạn chúng ta sẽ giải một cái phần thi trong cái học kỳ 1. Chúng ta thi học kỳ 1 đó là cái phần nói các bạn nhé. Thì đây là cái phần nói liên quan đến cái chủ đề là những cái thiết bị điện tử này các bạn này. Đây, cái electronic devices này. Đó, thì đương nhiên cái phần thi nói chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chủ đề đúng không? Thì thầy mỗi cái video là thầy sẽ quay một cái chủ đề và các bạn sẽ được xem, được học rất là nhiều cái chủ đề. Rồi, vậy thì trước khi các bạn vào thi nói á, thầy cũng hướng dẫn các bạn thế này. Thực ra trong quá trình chúng ta nói á, không phải nhất thiết là chúng ta lúc nào cũng nói đúng sự thật. Nói không phải là sự thật là có nghĩa là nói đúng với sự việc của mình đã từng làm á, mà mình cũng có thể tưởng tượng ra cái sự việc đó. Và mình miễn làm sao là có việc là nói không phải là đúng hay sai, mà là nói đúng hay sai của sự việc, mà là đúng hay sai cách chúng ta dùng từ, dùng ngữ pháp hay là từ vựng đó các bạn. Đó, người ta đánh giá vào cái đúng hay sai ở cái đó, chứ người ta không có quan tâm là cái việc đó bạn có làm hay không, bạn có sự thật là bạn. Ví dụ như mình không đi biển, ngày hôm qua mình không có đi biển, nhưng mình cũng có thể nói là mình đi biển chẳng hạn. Thế cái đó người ta không có đánh giá là mình nói đúng hay sai, mà là quan trọng là mình dùng ngôn ngữ đúng hay sai. Dùng ngôn ngữ đúng hay sai là được rồi các bạn nha. Rồi, vậy là đó là cái kỹ năng để chúng ta thi nói là như vậy. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cái việc đó chúng ta làm. Rồi, vậy thì một cái câu hỏi mà giáo viên khi vào á, thì người ta cũng có thể hỏi chúng ta thế này: Could you please tell me about some disadvantages of using electronic devices in class? Why? Cái câu hỏi này á, có nghĩa là gì? Bạn vui lòng này, vui lòng nói cho tôi về một vài cái điểm bất lợi của cái việc sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp học và lý giải tại sao. Chúng ta nêu khuyết điểm và chúng ta phải nói tại sao. Rồi, vậy thì thầy sẽ giúp các bạn nêu một vài cái khuyết điểm của nó và cái bất lợi này, và cái bất lợi của nó, và thầy sẽ giúp các bạn hiểu lý do luôn nha. Rồi bây giờ thầy dịch trước, rồi sau đó thầy giúp các bạn liền nói. Ồ, tôi không có ủng hộ. Đây các bạn nhìn đây nha. Ồ, tôi không có ủng hộ cái việc sử dụng những cái thiết bị điện tử cá nhân trong cái việc học, bởi vì tôi thấy rất nhiều những cái điểm bất lợi của chúng, của việc sử dụng đó. Bây giờ mình đưa một cái điểm bất lợi thứ nhất này. Cái điểm bất lợi thứ nhất là trước hết này, trước hết tất cả này, là những cái thiết bị điện tử cá nhân đó, nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm sao nhãng học sinh, sao nhãng các bạn học sinh trong cái việc học của họ. Nhiều học sinh có thể sẽ chơi game, nhắn tin, tán gẫu hoặc thậm chí là lừa gạt trên những cái chiếc điện thoại thông minh của họ hoặc là những cái máy tính bảng của họ đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này các bạn này, đây ta đưa lên các bạn dễ nhìn thấy này. Cái thứ hai này, cái thứ hai là khi những học sinh sử dụng internet, họ sẽ tiếp cận những cái thông tin mà không có hợp lý, không có phù hợp đó, những cái video không có phù hợp đó, và những cái bức tranh không có phù hợp đó. Họ có thể trải qua rất nhiều giờ, họ dùng rất là nhiều giờ trong việc đọc này, xem này, mà họ quên những cái công việc của họ cũng như là những cái bài tập của họ này các bạn. Những bài tập của họ này. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba này các bạn. Cái thứ ba là cái cuối cùng á. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng này, là những học sinh có thể sẽ sao dùng những cái bức tranh mà gây cái embarrassing này, là những cái bức tranh gây ngượng ngùng á, gây xấu hổ, những bức tranh riêng tư mà của bản thân mình á các bạn, mà nó có thể tạo cho mình sự xấu hổ ngượng ngùng á, thì những cái người học sinh đó họ có thể dùng những bức tranh đó hoặc những cái khác nữa mà gây ra cái sự xấu hổ hay là ngượng ngùng á. Họ chia sẻ những cái điều đó lên trang web, họ chia sẻ những bức tranh ngượng ngùng xấu hổ đó
Hoặc có nghĩa là những bức tranh chẳng hạn như cảnh chúng ta đang tắm chẳng hạn, hay là cảnh chúng ta đang đang làm những cái việc nó không được hay hết đó, thì người ta dùng những bức tranh đó để người ta đưa lên trang web này, hoặc họ sử dụng những cái bức tranh đó để tống tiền chúng ta này, đó, yêu cầu chúng ta đưa tiền họ này, hoặc là ép buộc nhiều người làm nhiều thứ mà cho họ đó, tóm lại là họ dùng vào những cái việc không tốt đó. Rồi bây giờ là lúc chúng ta kết luận này. Kết luận: những thiết bị điện tử cá nhân có thể mang đến nhiều tác hại hơn là những cái điều tốt cho những học sinh. Và tôi đề nghị rằng giáo viên cấm hoặc là hạn chế cái việc sử dụng của họ, cái việc sử dụng chúng á, sử dụng những thiết bị điện tử đó trong lớp học. Đó là toàn bộ cái phần nói này, là chúng ta có các ý, chúng ta có lý giải và chúng ta có kết luận, chúng ta có mở bài. Bây giờ thầy giúp các bạn liền phát âm ha. Could you please tell me about some disadvantages of using electronic devices in class? Why? Well, I don't support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of their disadvantages. First of all, các bạn nhớ những cái chỗ mà thầy đọc nói vào nhau này. First of all, đọc nói ba cái này vào nhau luôn. First of all. First of all, personal electronic devices distract students from their studies. Many students may play video games, text, chat, or even cheat on their smartphones or tablets. Second, when students use the internet, they have access to inappropriate information, videos, and pictures. They might spend many hours reading, watching, forgetting about their projects or assignments. Last but not least, students might take embarrassing pictures or others share them on the web or use them to demand money or force people to do things for them. In conclusion, personal electronic devices may bring more harm than good to students. I suggest that teachers ban or limit their use in the classroom. Đó là toàn bộ cái phần lời nói trong cái phần thi nói của chúng ta trong video ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta đón nhận thêm nhiều cái video hay tiếp theo của Mr. Long Linh ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo.